Tại thành phố Hồ Chí Minh, trước tình hình cháy diễn biến phức tạp, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tổng rà soát kiểm tra an toàn phòng cháy ở các khu trọ, chung cư mini và đình chỉ hoạt động những cơ sở vi phạm. Trong 5 tháng đầu năm, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra 234 vụ cháy khiến 10 người thiệt mạng, 4 người bị thương. Thiệt hại tài sản ước tính hơn 5 tỷ đồng. Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức thực hiện tổng rà soát, kiểm tra công tác an toàn phòng cháy với cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê chung cư mini, nhà ở tập thể, chung cư cũ. Xử lý 100% hành vi vi phạm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tạm đình chỉ hoạt động theo đúng quy định. Các cơ sở vi phạm bắt buộc phải khắc phục những tồn tại vi phạm về phòng cháy. Tính đến cuối năm ngoái, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có gần 60.500 cơ sở nhà chung cư, nhà trọ, ngăn phòng cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao.